Em xin chào tất cả các anh em đã trở lại kênh Bật Lửa Cổ Độc của em ngày hôm nay nha. Cũng như thường lệ thì em sẽ lên video về Zippo với quẹt quái thì chỉ vào thứ ba thứ năm 11 giờ chưa thứ ba thứ năm thứ bảy hàng tuần thôi. Hôm nay em lên một cây Nokia N8 New Full Box nha, xuất xứ từ Mexico. Tình trạng cái này thì hàng new chưa qua sử dụng. Nó có tặng thêm một cái ốp da này, cái bao da, bao da này lấy ra được này, đây, này cái không biết cái gì để gài vô đâu, đó. Đây, rất là mềm luôn, rồi thêm cái này cái tai này không biết để gắn vô đâu không biết, để sạc cái gì á, nhưng mà con này về á, hàng new phun bốc em không miêu tả nhiều nha, đây em nói đây, Nokia N8, nha, xuất xứ từ Mexico, cái này là tai nghe. Tai nghe nó còn mấy cái núm ở trong đây cái này. Này là cáp tai si. USB tai si nha. Hàng chuẩn nha. Dây mềm. Rồi đây là cục sạc của nó. Sạc của nó nha mấy anh. Đây là thêm hai cái sợi cáp gì nữa này. Cáp này cáp gì không biết luôn, cáp để kết nối với máy tính hay sao ấy. Đây hai sợi cáp của nó. Bỏ vô nha, phụ kiện đầy đủ. Không thiếu một món gì luôn, không thiếu món ăn chơi nào luôn. Bây giờ mà máy nên kiếm được cái bao này cũng hơi cực. Bao của nó nha. Đúng rồi, đặt kiểu này là chính xác. Mềm. Con này tổng thể là new nha, hàng new. Hàng new còn siêu nha. Có code đàng hoàng, em đang mở nguồn. Màu bạc nha, màu bạc. Coi đây siêu của nó đây, email cho nó nằm chỗ nào ta, đây email chuẩn nha, 096 ở đây cũng 096 nha, chuẩn nha, còn này code gì không biết, email đây. Con này nói chung là nó đã hoạt động bình thường nha, nhưng mà con cái về em không biết, em đút cái sim nhỏ vô đây này, khe sim của nó, em đút cái sim nhỏ vô, cái này là khe sim bự, em đút vô không biết em cãi cãi sao nó gãy hết một chấu nha, nó gãy hết một chấu chỗ này, gãy hết chấu nhận sim á. Anh em ở trên Sài Gòn hay là Bình Dương á, hay là Đồng Nai gì đó, ở trên khu vực trên nó có những cái chỗ chuyên làm những cái điện thoại cổ á, nó sẽ hàn cái này lại được nha, nó chấm chì nó hàn lại được nha, nó gãy có một khúc nhỏ xíu à. Em không biết em khùng thiệt. Nhìn cái khe gì mà đi, em cái thật ra cái thời này em đã xài điện thoại này em biết, tưởng là nhét vô được, nhét vô làm sao nó nằm ở trong nó cãi cãi ra sao nó gãy cái chấu chỗ này nha. Do đó em xèo giá lỗ, con này thì anh em xài sim Việt Nam bình thường nha, không ảnh hưởng, xài sim Việt Nam bình thường nha. Còn new, hàng new, hàng new em miêu tả nhiều, mẹ bà nó, tự nhiên cái mai mốt phải mua cái sim mới được để về chơi học quẹt. Ủa, chơi chơi điện thoại cổ, em điên em khùng gì đó. Nói chung hàng new em cũng không miêu tả nhiều đâu, anh em nào giá trị sưu tầm cao em bán không bằng một nửa giá luôn á, em bán lỗ, hàng còn siêu mà em bán lỗ luôn nha, cảm ứng đầy đủ, nhảy đầy đủ nhá, chạy rất là mượt, camera đẹp nha. Nokia hàng xịn á, thì cái logo Nokia này nó khắc sọc 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 gì nè, chữ Nokia nó khắc sọc 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 đẹp lắm. Hàng này em miêu tả nhiều, cái này em bán 1,5 triệu thôi, em bán lỗ rồi, về khùng điên vậy. Nó còn siêu luôn, hàng new mà mấy anh, còn siêu này, cảm ứng rất là nhảy luôn á, hàng chuẩn nha. Hàng này không bao giờ là phải là anh em thường thường lên mạng thì em biết sao, nhưng mà thấy tụi nó có tiếng Trung Quốc tiếng gì á, nhưng mà hàng này là không bao giờ có tiếng Trung Quốc nha, chỉ có tiếng Anh và tiếng nước ngoài thôi. Để em vô cài đặt nè, cài đặt nè, phone ngôn ngữ chỗ nào ta, phone đây, language đây, không bao giờ có tiếng nước ngoài nha, chỉ duy nhất tiếng Anh thôi, anh em mà cài tiếng khác cũng không được nha, để coi chỉnh chỗ này này, tiếng Anh thôi, chỉ có tiếng Anh và tiếng Anh thôi, do đó máy không phải là sản xuất bên Trung Quốc thì nó không có giờ có tiếng Trung Quốc nha, nó không có nhiều phiên bản tiếng đâu, chỉ tiếng Anh và tiếng Anh thôi, language nè, tiếng Anh và tiếng Anh thôi nha. Hàng này hàng Âu mà. Rồi 1,5 triệu
rưỡi nha mấy anh, em bán giá lỗ. Nói chung mấy con này đã em nhập về cũng 4 5 con rồi, 4 5 cây rồi. Mà dòng khác chứ không phải dòng N8 này. Nó đã mở khóa rồi, anh em về cứ gắn sim vô và xài thôi. Nha. Cái này em bán lỗ, lỗ chắc 100% em lỗ rồi. Trên đây cái khe gì HDMI gì này. Hàng new nó này, trong đây nó còn có một cái mã email của nó nè. Mấy cái này là để lâu năm nó đóng bụi thôi, về vệ sinh nhẹ cái nó sạch à. Bụi do người ta sưu tầm ở đây. Email chuẩn nha, có mã code đàng hoàng. Cái này rất là nhạy nha, bấm rất là mềm luôn. Camera. Ở camera bấm chỗ nào ta? Tự nhiên nó tắt máy rồi, mở máy chỗ nào ta? Mở máy chỗ nào em không biết luôn á. Nói chung em không. Đó, mở máy rồi đó. Camera khá nét. Nói chung camera mấy chấm đây? Camera 12 chấm. AF nữa. AF có nghĩa là AF là lấy hình tự động á, lấy nét tự động á, để em chụp cái. Nó lấy nét là thấy mấy anh thấy lấy nét rồi. Cái dòng xanh xanh đó là lấy nét rồi. Đó. Camera khá đẹp. Này là xịn sò. Quay lại chỗ nào em cũng không rành luôn. Rồi quay lại rồi. Màn hình khá nhạy nha. Vậy anh em chịu khó đi tìm thợ á. À, ra kêu nó hàn cái chỗ đó lại, nó xước một mấy cái miếng nhỏ xíu. Bây giờ em gắn sim bự cho, em mới chạy đi ra chợ mua cái sim bự gắn vô lại. Nó không nhận sim nha. Tình trạng nó là vậy, về anh em sưu tầm thì để chơi cho đẹp cũng được, hoặc là ra thợ á. Trên Sài Gòn thì Bình Dương thì nhiều. Chỗ này khóa khóa máy chỗ nào ta? Ủa khóa máy chỗ nào em cũng chưa gành nữa, dòng này em chờ chưa gành. Cancel. Khóa máy chỗ nào ta? Tắt chỗ này. Đó, nút tắt nút khóa màn hình chỗ này nè. Nãy lên nãy xuống là nó mở nè. Khóa này. Anh em mà trên Sài Gòn á thì sẽ làm được, em bảo đảm 100% sẽ làm được. Hàng điêu ổn quá. Dưới đây có email đàng hoàng này. Email đàng hoàng, bấm mấy cái Mexico đàng hoàng nha. Rồi chuẩn nha. Rồi em bán 1,5 triệu thôi. Bán lỗ. Chào tạm biệt mấy anh nha. Bye bye.